Chào quý bà con cô bác anh chị trở lại kênh YouTube của mình nha. Giờ này mấy anh em đang chuẩn bị dắt cái bẫy tự chế bự chà bá luôn cả nhà. Đi đặt ngay đường cá đi. Hồi chiều mưa lớn nữa mấy anh em phát hiện có cái đường này đã lắm, cá lên dữ lắm luôn. Giờ này làm dụng cụ nè, coi cái camera dữ không? Camera chạy bằng dây chì. Cảnh khổ miền Tây. Còn đây đây là cái kêu bằng cái dụng cụ tự chế của mấy anh em mình, giống như cái đuôi lú vậy đó, để đặt ngay cái đường cá đi. Và mấy anh em đặt camera cho cả nhà xem luôn, coi cá lên luôn. Đây miền Tây đầu mùa mưa mới có cảnh này đó, cái camera tự chế sẽ đặt chỗ nè cả nhà. Ra tới đây nè, thấy cá đang lên nè cả nhà, thấy không? Đó. Nè cái mương tuốt dưới này nè, đó không? Đó, đặt nè, có nước chảy nè, khui bự ra. Bây giờ tôi chạy rồi, bây giờ để tôi đặt nha. Rồi đặt đi thao lại quay em tiếp thao cái gô đã lấm cũng quên nha. Lại con bắt cá cuốn lại đi. Đây hai con không lấm. Lấm ngay cái đường nó đi đó cả nhà. Dính hai con luôn kìa, dưỡng cái đường đó đâu, mới giờ này nó lên thấy không? Rồi đi bỏ thùng đây, để thao quay giùm mình đặt nha. Đặt bỏ vô cái luôn đi, bỏ vô cái bẫy đi. Đây nè, ngay đường nước chảy á. Mới ra đây là thấy cá lên cả nhà, nước chảy vậy. Dễ, cái này là cái đại luôn nha cả nhà. Đặt bẫy ngay chỗ này rồi mấy anh em mình đặt camera để một chỗ rồi cho xem cá lên cho cả nhà coi. Đường này bảo đảm luôn. Mới ra là thấy cá rồi. Kìa kìa, nghe gục gạt dưới nước kìa. Mới ra là 12 con. Ồ, cái bẫy này dữ quá. Bẫy đại quá. Bẫy này là cá đường nào thoát nữa. Cái này là bự nhất trong những cái bẫy có thiết làm luôn đó. Cái đường này nước chảy là cá nó đi rồi cả nhà. Bạn Ngái đang đặt cái bẫy này các bạn ơi. Bẫy này là nó lên trên cuộn luôn nha các bạn. Dẹt cỏ chỗ giữa giữa kìa. Rồi chuẩn bị đặt camera đó cả nhà. Nó đang dọn dẹp cái đường. Rồi thôi cả nhà, mấy anh em mình đi vô cả nhà ơi, xem từ từ coi cá có lên không nha. Rồi khi nào chút xíu nữa khoảng tiếng hồ sau mình ra, có thì quay cho cả nhà coi, còn có bỏ.
Ủa con này cá nhóc luôn rồi đó. Ừ. Cái này nó lên nhóc luôn rồi. Đó đó đó, đó còn nữa kìa. Còn cá nhóc luôn rồi. Ủa con cá kìa. Ô, tổ miệng nhóc luôn. Miệng nhóc luôn. Thế rồi cả nhà ơi. Cua nữa kìa. Con nó rạng lên con luôn kìa. Bữa nay cá sớm uổng quá. Kìa kìa còn chỗ miệng kìa. Cua nữa nè. Chỗ miệng nhóc kìa lúc chút con nhái. Bắt nó vô kìa. Cua nữa nè. Đây còn con cá nè. Kìa kìa nó chạy xuống đó rồi kìa. Chạy xuống quá chứ rồi. Rồi chạy xuống mương luôn nè. Ủa quá chí rồi. Ủa ngay đường luôn cả nhà ơi. Tổ. Đây cái nhà ơi đặt camera nè, đặt lệnh chứ. Đó đây đưa bên đó đây tôi quay cho. Đưa nhái đưa đây quay cho. Đưa cây cạm luôn chứ đưa. Tấm vàng rồi phải không? Rồi cả nhà ơi, mấy anh em mình xem thành quả rồi. Cái thùng mình ở đâu rồi? Đưa lên bà luôn đi. Nè. Đó. Cá lóc, cá trìu, cá rùa. Đêm nay là mới có thành quả thiệt nè, đêm trước là mương nhà không có bắt. Này mương ta thì bắt. Ra ngoài đường các bạn ơi, đừng đổ mới được. Nó chứ cái này ở dưới kinh nó lên ruộng nha cả nhà. Lên nha. Nè. Quá trời luôn. Đâu rồi cho mối sáu rồi. Đây. 2 kg. Phải dài cái này lại nha chứ không dài lại là đói á. Hiện nay cái bẫy chế này là bự dữ lắm nha các bạn. Chơi bẫy đại rồi. Chơi bự hơn cái thùng bê nữa. Bự hơn cái thùng bê luôn mà. Bẫy này là bao nhiêu vô cũng hết hết trơn á. Giờ còn gì vô hết. Thôi mình ra hôm nay còn mấy con luôn trời. Ừ. Chắc còn nhiều lắm. Nó còn chạy á. Bây giờ lát mình đặt lại nữa. Đặt đi. Mình đặt lại vậy là đây rồi giờ mình đổ ra nha, đổ ra này nè, coi ở trong trước nè. Đó thấy không, thấy không? Con cá nằm trong cái trời rồi quá trời, cái lóc luôn rồi. Của mình cái gù này, cái gù, cái gù bự nữa. Đấy, kỹ vậy đổ ra nha. Cá lóc luôn, hai con cá lóc. Cá gô nó bự kìa. Coi cá gô nó trứng kìa, cá gô nó trứng kìa. Lúc rồi. Trời ơi, con cá gô mề luôn. Lúc rồi. Nhái cầm tay cá gô mề được coi, con cá gô trứng vô đây kìa. Con cá gô mề này hết nói, cá gô mề nè. Hai con luôn nè. Trời ơi, con anh cầm có trứng á. Trời ơi, cái bụng nắp nắp luôn nè. Ồ, nó đi đẻ hay gì. Con cá gô mề kìa. Cá lóc luôn hả? Ừ. Trời ơi, cá lóc nữa. Đến con nữa. Hai ba con cá lóc đâu. Vô mánh. Đến con cá lóc nữa. Bám con lớn. Ừ. Cái đường này quá đã. Đặt nữa cả nhà ơi. Trời ơi, đạp gì đạp con. Cái sạc đâu rớt ra ngoài vậy. Đổ nó bay ra. Bay ra. Rồi đặt lại cả nhà. Rồi thôi nhá, xin đặt lại đi. Rồi. Thôi chào tạm biệt cả nhà nghe. Mai đi thăm nữa cả nhà. Các bạn lại clip sau nha. Đặt chưa?